Xin chào anh chị, em đã quay trở lại với kênh YouTube sửa chữa máy may tại nhà của em nhé. Thì hôm nay em có nhận được một cái mạch dắt một kim Abe của anh khách bị lỗi E01. Đây là anh chỉ gửi cho em cái mạch này thôi này. Đấy, còn cái máy này là của em cắm cái mạch của anh ấy vào. Còn cái mạch ok của em ở kia. Đấy, còn em cắm cái mạch này của anh ấy vào để em thử để xem mà nó báo lỗi như nào. Thì đây nó cũng là báo lỗi E01 như anh ấy đã bảo với em là lỗi E01 đấy, của một anh ở đây, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương đấy, cùng huyện với em ở Thanh Miện, còn anh ấy ở Tứ Kỳ đấy. Anh có một cái máy một kim Abe bị E01 nhé, và anh ấy đã tháo cái mà kể gửi cho em. Và bây giờ em sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu cái cách khắc phục và sửa chữa cái mạch một kim này bị báo lỗi E01 nhé. Anh chị em xem các cái video của em mà thấy hay, thấy hữu ích thì chia sẻ giúp em cái video để lan tỏa những cái gì mà em chia sẻ, mong một góp phần nhỏ nhỏ đến nhé. Những ai mà là có những cái máy hỏng mà có thể tự khắc phục được tại nhà sau khi gọi là tham khảo các cái video em hướng dẫn nhé, chia sẻ thực tế luôn cho mọi người làm. Đấy, ai biết về điện tử là có thể làm được luôn nhé. Còn mọi người không chuyên mà cần sửa chữa bo mạch điện tử máy may thì cứ liên hệ cho em qua Zalo để em tư vấn. Số điện thoại Zalo hiện trên màn hình hoặc là ở dưới phần mô tả video nhé. Mọi người chỉ ấn vào phần mô tả đấy là mọi người sẽ nhìn thấy số điện thoại của em. Như cái này tem, chắc mạch này chắc chưa cũng sửa rồi, sao có tem đây. Thôi, không quan tâm cái tem này làm sao. Đây, để em sẽ ghé cái máy quay vào đây để em sẽ quay cho mọi người cùng em đi tìm hiểu cái nguyên nhân này nhé. Đây là sau khi em đã ghé cái mạch cây rồi nhé. Đây là bo mạch cái may là hầu như là 99% rồi. Đó, dùng bo mạch tiêu khiển motor rồi. Những cái phần sửa mạch máy may bây giờ là cũng là đang là hot nhé. Anh em nào có nhu cầu học sửa chữa máy may thì hoặc sửa chữa bo mạch điện tử máy may cũng như là sửa chữa máy may thì cứ liên hệ qua Zalo cho em. Em nhận đào tạo học viên luôn nhé. Còn anh chị em nào còn sửa chữa thì cũng liên hệ cho em. Còn sửa chữa mạch gì, hỗ trợ gì thì cứ liên hệ qua Zalo. Nhiều chị em nào có những cái máy nào chẳng may mà ấn sai và các cái chương trình gì đó, em cũng hỗ trợ rất nhiều chị rồi. Ví dụ có con nhỏ đi làm ấy, nhưng mà máy để ở nhà nên là con nhỏ ở nhà ấn linh tinh về không may được, cũng có nhiều chị cũng liên hệ cho em qua Zalo phải ấn làm sao để cho nó trở lại bình thường. Anh chị em nào mà cần cái hỗ trợ cái gì hoặc thắc mắc cái vấn đề gì cứ bình luận ở bên dưới video này nhé, em biết gì thì em sẽ hỗ trợ mọi người cái đấy, hoặc là muốn chi tiết hơn thì mọi người cứ kết bạn Zalo, liên hệ qua Zalo trao đổi chụp ảnh chụp yếp nó dễ hơn. Đây cứ nỗi E01 này. Đấy, cũng như cái một cái video vừa rồi em đã chia sẻ cái lỗi E01 của một cái máy một kim không cắt chỉ đấy, là có video trước đấy, là nó liên quan đến phần công suất nhá. Đấy, nó chập luôn, nó không lên được nguồn nữa luôn đấy. Nhưng mà mạch này cũng liên quan đến phần công suất nhưng mà nó vẫn lên được nguồn và báo lỗi nhá. Đấy. Đây phần công suất này, công suất của mạch đây, điều khiển motor bằng các cái con này, ta sẽ kiểm tra từng con một, lại như video trước thôi, kiểm tra
xem có lỗi làm gì ở đâu không. Thường là 99% là sẽ có một con chết. Ai ôi vui, gặp ngay anh này chết đầu tiên. Ra đi từ mái tranh nghèo luôn. Đúng không? Chết thật còn đây không? Mấy anh này xem nào. Bệnh này cũng tương tự như cái bệnh của cái, nếu ai đã xem cái video hôm trước thôi, đây là cái này là đã trước là đã sửa một lần rồi nhá, đây chắc cũng chết phần này đây, sửa từ hồi tháng 6 năm 2023 đến bây giờ là cũng gần được một năm rồi, bây giờ dương cũng là tháng mấy rồi mà nó nhuận, năm trước nó nhuận một tháng nữa thì cũng nói chung là cũng gần một năm rồi, thì có khi là chết lại rồi nhá. Thì cái ai mà đã xem cái video hôm trước của em ấy thì cái lỗi này nó cũng như cái lỗi hôm trước thôi. Này thì nó chết đúng một cái con này thì ta sẽ tiến hành thay đúng một cái con này và kiểm tra lại các cái đường tín hiệu của nó là ok nhá. Đấy, ta tháo ra đây. Cho thần dấu thiếp vào đây. Hơi tối tí nhỉ. Khuất cái tụ này nó hơi tối. Anh chị em xem video cho em xin một like nhá. Mọi người xem video mà thấy hay thì chia sẻ video giúp em nhá. Nếu thắc mắc gì cần hỗ trợ thì cứ bình luận ở bên dưới video hoặc liên hệ trực tiếp qua Zalo cho em. Anh chị em nào mà có nhu cầu sửa chữa bo mạch máy may này mà gần quanh khu vực Thanh Nghị Hải Dương thì có thể là mang qua anh em là sửa lấy ngay nhé. Xem con này là con gì đây. 15 là 60. Em sẽ kiếm một con 15 là 60 rồi em thay vào nhé. Em lấy một cái con tháo máy thôi. Tháo máy lắp vào. Khi mọi người lắp vào thì mọi người sẽ đặt cái này lên cái tấm tản nhiệt nhé, và bắt cái con vừa tháo ra để cho cái lưng nó ép sát vào cái tấm tản nhiệt này. Okay. Bắt cái ốc vào để khi mình hàn xong là nó sẽ bằng phẳng, tí mình lắp vào là nó cái lưng của con linh kiện này sẽ ép sát xuống cái tấm tản nhiệt nhé, thì nó sẽ tản nhiệt tốt nhất trong quá trình nó chạy nhé, giảm thiểu tối đa cái khả năng chết lại của nó, chứ không mình hàn không đặt ngại hàn nó mấp me mấp mô chẳng hạn, có con thì áp sát được xuống tấm tản nhiệt, con thì không áp sát được xuống tấm tản nhiệt, đến là chạy khi hoạt động là nó sinh nhiệt ra nó nóng sẽ dẫn đến hay chết lại IGBT nhé. Ok, sau khi đã được thay rồi thì ta sẽ tiến hành kiểm tra lại xem nó có bị chết không nhé. Theo kinh nghiệm của em mà kiểm tra lại mà không chết thì K
các cái linh kiện tiếp theo quanh đây của nó cũng sẽ không bị làm sao nhé. Như là khi mình thay vào mà mình kiểm tra nó thông số nó không đúng thì là có thể là các cái linh kiện này chết, nhưng mà mình kiểm tra nó vẫn ok thì là các cái linh kiện này mình gọi cho kiểm tra nữa để đỡ tốn thời gian nhé. Sau đây em sẽ tiến hành lắp lại cái mạch này và cắm điện xem là cho chạy thử xem là có ok không nhé. Lắp lại cái cầu chỉ thì em sẽ tiến hành lắp lại. Đây, sau khi em đã lắp mạch và máy đây, cắm các cái jack rồi, đây là mạch cũ rồi nhé. Bây giờ tiến hành bật điện lên nhé, xem máy có ok không. Quán các bạn, màn hình quán đây. Đây ok này, bật lại mũi lên này. Đấy, có lại mũi này, bè con bè này. Hiện nay nhét là nó rõ. Quán hiện dọn máy này. Cái chạy nha. Máy chạy rất êm. Đấy, cắt chỉ ok. Như vậy là em đã cùng mọi người tìm hiểu nguyên nhân cũng như là cách khắc phục cái lỗi máy một kim jack A3 lỗi E01 nhé. Anh chị em xem video mà thấy hay cho em xin một like và chia sẻ video giúp em. Ai chưa ấn đăng ký kênh thì đừng quên ấn đăng ký kênh và bấm quả chuông để nhận được các cái thông báo của cái video tiếp theo nhé của em. Video này em xin tạm dừng ở đây. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào mọi người.